Anh em ơi, hôm nay là lần đầu tiên, nay là ngày tôi chạy doanh thu cao nhất anh em ạ. Chạy có 4 cuốc thôi anh em, mà được gần 4 triệu anh em ạ. Trung bình mỗi 1 triệu gần 1 cuốc, mỗi 1 cuốc gần 1 triệu anh em. Đây anh em, tiền xăng đây, xăng này đi hôm qua tôi đổ đầy, bây giờ anh em nhìn này. Còn có 2 vạch, hơn 1 vạch thôi anh em. Chỗ này là đổ hết khoảng 650.000 tiền xăng anh em nhé. Hôm qua đi em hơn 400 cây số anh em ạ. Hơn gần 500 cây số anh em. Thì đây anh em, tôi cho anh em xem cụ thể những cái cuốc đấy như thế nào anh em nhé. Thì hôm qua mở hàng được một cuốc đi Hải Phòng anh em ạ. Hello anh em, bây giờ đang là gần 1 giờ chiều rồi anh em. Thì anh em, đây là con xe của tôi anh em ơi, 175 này. Phía đằng xa kia là khách sạn Sheraton anh em. Đây, đây nữa anh em, Melia Vinburn. Anh em nào mà theo dõi kênh của tôi thì anh em có thể biết là tôi cũng đứng đây một lần rồi. Thì hôm nay tôi lại đi Hải Phòng anh em ạ. Melia Vinpearl Hải Phòng anh em. Nắng quá anh em ơi. Bây giờ đang là 12 giờ 49 phút rồi anh em. Đây anh em, cái cuốc đầu tiên là cuốc lúc 10 giờ 02 ngày 26 tháng 7 là kết thúc vào lúc 12 giờ 29, đi hết 134 km anh em ạ. Doanh thu là được 2.078.000, thực sự là phê luôn anh em. Xong thì 12 giờ 29 này, sau khi trả khách xong thì tôi đi về trên Hà Nội anh em ạ. Đi về Hà Nội thì đến tận 15 giờ mới về đến Gia Lâm. Thì đây 15 giờ 09 thì lại nổ một cuốc khách anh em, nổ một cuốc khách ở bên Gia Lâm đi sang bên Ngũ Hiệp anh em ạ. Đi hết 22 km anh em ạ, được 364.000 anh em. Rồi sau khi chạy xong cuốc này thì tôi lên sân bay anh em. Lên sân bay thì bắt đầu chạy lốt sân bay anh em ạ. Thì 17 giờ 28 phút là tôi được vào sảnh sân bay anh em ạ. Xong rồi trả khách là lúc 18 giờ 21 này. Đi hết 29 km và được 482.000 anh em. Thì vừa trả khách ở trong trả khách sân bay xong lúc 18 giờ 21, thì 18 giờ 31 tôi lại có một cuộc khách anh em ạ. Một cuộc khách đi từ Hà Nội sang Bắc Ninh anh em, thì là đi hết 36 km, được 596.000. đây anh em, đây là cái tổng kết ca kinh doanh của tôi. Thì hôm qua cái lúc đi Hải Phòng về, tôi ấn in chốt ca rồi nên là tôi có hai cái bảng, một cái nó bị rách anh em ạ. Đây, một cái này thì tôi chốt ca lúc từ 23 giờ ngày 25 tháng 7 đến 16 giờ 58 ngày 26 tháng 7 là tôi chỉ chạy có 2 cuốc thôi anh em. Đây anh em, tổng số cuốc chạy có 2 cuốc thôi anh em, mà tiền đã được 2.442.000 rồi. Tổng số km đã đi là 314.8 km. Tổng số km có khách là 156 km anh em nhé. Thì đấy là một là tôi in chốt ca từ lúc 4 giờ chiều, với cả cái chốt ca nữa là cộng hai cái, từ lúc 16 giờ 58 chiều đến 8 giờ 17 ngày 27 tháng 7 đây anh em. Tôi vừa in xong thì là cũng chạy có 2 cuốc nữa thôi là được 1.078.000, 104 km, tổng là 104 km, có khách là 65 km anh em ạ. Thì tổng hai cái này là chỉ chạy có 4 cuốc thôi anh em, là doanh thu được khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu rưỡi một tí anh em ạ, 2 triệu 6 đi anh em. Tổng số km đã đi là 418 km anh em. 418 km mà hết khoảng 650.000 tiền xăng. Nhưng mà tí nữa tôi chỉ đổ 600.000 thôi cho nó tròn anh em ạ. Chứ đổ 650.000 cứ phải căn này cho nó đầy ấy, rất là vất. Thì tôi sẽ ghi phiếu xăng là tôi để 600 rồi anh em nhé. Đổ hết 700.000 tiền xăng anh em ạ. Thật là phê luôn anh em. Đây là phiếu xăng anh em. Thì đấy là cái một ngày mà thực sự là được Mai Linh độ anh em ạ. Đây anh em, thì bây giờ tôi sẽ ghi những cái cuốc xe. Và đây là những cái thẻ thanh toán anh em ạ. Tất cả những cái thẻ đều thanh toán hết rồi anh em. Đây anh em, bây giờ tôi sẽ ghi anh em nhé.
Ok anh em, thì đây là những cái cuốc ngày hôm qua đây anh em. Tôi thì cũng chưa ghi anh em. Hôm nay tôi sẽ ghi anh em ạ. Mình ghi tên tuổi anh em nhé, tên và mã nhân viên anh em ạ. Hôm qua tôi không ghi, hôm qua tôi về, tôi vội về quá, thế là không ghi được anh em. Mà cũng có 4 cuốc thôi, cũng ghi rất là đơn giản thôi anh em. Hôm qua là ngày 26 anh em ạ, 26 tháng 7 năm 2023. Tên là ở Hà Nội này, đi Hải Phòng anh em ạ. Số tiền là 2.078.000, cả thẻ MCC anh em. Thì đây, cái biên lai cà đây anh em ạ. Công ty lại cà bằng tay anh em, không cà bằng thẻ. 2.078.000 này, phí cao tốc là 147.000 anh em ạ. Tổng là 2.225.000 anh em. Rồi một cái rồi anh em. Xong về dưới Hà Nội tôi chạy một cuốc nữa anh em ạ. Hà Nội, đi đến Hà Nội anh em. Một cuốc này là 364.000 thì phải nha. Đây anh xem bao tiền nghiệm bước này. 364 anh em ạ. Rồi xong lại chạy một cuốc ở sân bay nữa anh em. Sân bay đi Hà Nội là được 482.000 anh em ạ. Thực chạy có 4 cuốc mà gần 4 triệu, sợ thật. Xong rồi chạy Hà Nội đi Bắc Ninh anh em. Hà Nội đi Bắc Ninh là 596.000 anh em. Cuốc 596.000 này thì khách cà cho hẳn 600 đây anh em. 600 này nhưng mà tôi chưa in được anh em ạ. Để tí nữa tôi sẽ chụp ảnh lại cho anh em xem nhé. Cái cuốc 600 này chưa in được. Đây, còn đây là cuốc 364.000 này anh em. Là cuốc này là cũng thanh toán ở Ngũ Hiệp này. Cuốc 482.000 này anh em. Từ sân bay về Trần Quốc Toản này anh em. Thì tí nữa tôi sẽ in xong tôi sẽ chụp cho anh em xem cái cuốc 600 nhé. Cuốc 596.000 này cả 600 nhưng mà chưa in được anh em ạ. Thì đấy anh em, bây giờ anh em sẽ ghi số km đấy anh em. 15264 anh em ạ. 15264. Lái xe tên là Thú anh em nhé. Thì 3.5 triệu này anh em chia ra anh em sẽ được 1.7 triệu anh em nhé. 1.7 triệu hết khoảng 650.000 tiền xăng. Thì anh em còn 1.050.000, trừ đi khoảng 100.000 tiền sảnh nữa, anh em còn 950.000 anh em ạ. Anh em sẽ cái tổng anh em sẽ được là còn 950.000 anh em ạ. Chạy được rất là nhiều tiền nhưng mà cũng chỉ được còn lại ít thôi anh em. Đây tôi sẽ cho anh em xem cái mà hãng thống kê cho hàng ngày cho anh em nhé. Thì hãng thống kê cho anh em là được bao nhiêu tiền anh em. Đây tôi sẽ cho anh em xem cái hãng thống kê anh em nhé. Ok, thì cái video được Mai Linh Độ này tôi xin tạm dừng tại đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Ok, chào tạm biệt anh em.